kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau. Hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đắk Lắk tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số. Thời sự trong nước, khôi phục thị trường xuất khẩu dệt may, da giày. EU tăng cường trừng phạt Nga. WHO cảnh báo nguy cơ gia tăng bệnh truyền nhiễm do El Nino là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có các đồng chí Y Bianie, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Grinier Cờ Nân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong những năm qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức rộng rãi trong toàn tỉnh, trở thành ngày hội của toàn dân và có sức lan tỏa trong đời sống của nhân dân, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác tổ chức ngày hội đã đi vào nề nếp, hình thức tổ chức tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã vận động các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 280 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây mới 5.480 nhà đại đoàn kết, xây dựng 2.080 công trình dân sinh. Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, trong năm 2020 và 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch. Qua đó đã tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 55,6 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Bianie, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, qua 20 năm tổ chức ngày hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định rõ vị trí, vai trò là tổ chức chính trị, góp phần xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia, tích cực đóng góp, nguồn lực cho sự phát triển của địa phương. Thời gian tới, đồng chí Y Bianie đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức có hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khen thưởng cho 8 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 20 năm thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Y Giang Grinier Cờ Nân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, hai đơn vị đã ký kết phối hợp trong công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xã hội và vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Theo nội dung ký kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kêu gọi vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tín dụng chính sách xã hội, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương hướng dẫn thủ tục mở tài khoản thanh toán và sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định. 5 tháng đầu năm 2023, các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tư vấn giới thiệu việc làm, nghề nghiệp, xuất khẩu lao động và các chế độ chính sách cho gần 21.000 lượt người. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hơn 10 phiên giao dịch việc làm lưu động và ngày hội việc làm với khoảng 3.000 người tham gia.
các phiên giao dịch việc làm đã trở thành cầu nối giúp người lao động nắm được các thông tin tuyển dụng từ phía các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và hướng dẫn người lao động các thủ tục hồ sơ và yêu cầu trong tuyển dụng đi làm việc. Năm 2023, Đắk Lắk đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 30.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 1.500 người. Từ nay đến cuối năm, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk và các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động, cùng với đó triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc làm, được chuyển đổi nghề, thực hiện tốt chính sách cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để nâng cao thu nhập cũng như duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thời gian qua, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn kiểm tra làm việc với các điểm thi về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đến nay, cơ sở vật chất tại 33 điểm thi đã được các trường trung học phổ thông chuẩn bị đầy đủ theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, những ngày qua, Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, trong đó tập trung bố trí bàn ghế tại các phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo an toàn, có tủ camera giám sát, ghi hình hoạt động 24/24, đồng thời chuẩn bị các phương án phòng chống cháy nổ, bố trí máy phát điện dự phòng. Cơ sở vật chất thì cơ bản cho tới giờ này phút này cũng trên tinh thần sẵn sàng, đủ điều kiện để đáp ứng phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thứ hai là để thực hiện hiệu quả hơn thì nhà trường cũng đã có các văn bản phối hợp với các cái đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố, như là phối hợp với công an thành phố, phối hợp với công an phường, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa như là phòng chi đoàn, phòng cảnh sát giao thông, rồi buôn kết nghĩa giao thông. Để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập kiện toàn ban chỉ đạo thi từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đảm bảo sự đồng bộ xuyên suốt từ công tác chỉ đạo đến triển khai thực hiện tất cả các khâu của kỳ thi, không để xảy ra bất kỳ tồn tại, hạn chế, thiếu sót, tiêu cực, gian lận nào do lỗi chủ quan. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai công tác kỳ thi và đã họp ban chỉ đạo phân công cho các ngành làm sao mà kỳ thi đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công việc mà hỗ trợ cho học sinh mùa thi đã giao cho đoàn thanh niên phối hợp với các ngành liên quan chủ động tiếp sức mùa thi. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 của Ban chỉ đạo thi cấp huyện và 33 điểm thi chính thức trên địa bàn tỉnh về kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thi cấp huyện, kế hoạch thực hiện ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh, việc bảo đảm cơ sở vật chất tại các điểm thi, phương án tổ chức thi tại các điểm thi, kiểm tra phòng để đề thi, bài thi, khu vực để đồ, dùng thí sinh không được đưa vào phòng thi, phương án hỗ trợ thí sinh khó khăn. Phía sở thì chúng tôi cũng đã bố trí một cái địa điểm in sao để thi, đảm bảo là cách ly 3 vòng độc lập và bố trí một cái địa điểm chấm thi. Cũng bảo đảm cái khu vực làm phát riêng, khu vực chấm trắc nghiệm, chấm tự luận riêng và có các cái hệ thống camera giám sát thường xuyên theo đúng quy định của quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì có thể nói rằng là cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 đến nay đó đã cơ bản hoàn tất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk có 21.119 thí sinh dự thi ở 33 điểm thi với 900 phòng thi tại 15 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả của kỳ thi vừa là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp, vừa là cơ sở quan trọng đánh giá chất lượng dạy và học trong toàn tỉnh. Các cơ sở giáo dục đại học cũng sử dụng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, số lượng trẻ bị tai nạn thương tích gia tăng do độ tuổi hiếu động của trẻ và sự thiếu cảnh giác lơ là chủ quan của người lớn. Trước thực tế đó, các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các biện pháp bảo vệ và chủ động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Vào dịp hè, bé trai này lấy xe đạp đi chơi cùng các bạn trong xóm. Do chạy ẩu và thắng gấp nên bé bị té ngã. Kết quả cháu bị xây sát nhiều nơi và bị gãy tay phải. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Thì cháu cũng phải là tông vào đâu, nó đứng ở trên xe đạp mà nó vô tình nó ngã xuống mà cái người của nó giống như là nó nặng hơn cái tay á, nó chống, cháu chống đỡ không được là nó bị gãy tay. Dạ chắc về em cũng không cho cháu đi xe nữa, để cho nó lớn hơn một tí nữa rồi mới cho cháu đi xe.
Theo các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nếu như trước đây mỗi tuần khoa tiếp nhận và điều trị khoảng 5 đến 7 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, thì vào dịp hè con số này tăng lên khoảng 30%. Trong đó gãy tay, chân, bỏng, điện giật, đuối nước là những tai nạn thương tích hay gặp ở trẻ. Thì nếu như mà không có người nhà ở bên cạnh, ví dụ như theo sát này, giáo dục này, dạy dỗ, nhắc nhở thì thường rất là hay gặp. Thì trong đó thì hay gặp nhất là bỏng. Thì bỏng chiếm đến khoảng cỡ 30% là trong số các tai nạn thương tích hay gặp ở trẻ em. Cho nên là nếu như nhà có trẻ em là bắt buộc lúc nào gần như mình phải theo sát. Tại vì độ tuổi này các em chưa nhận biết được cái nguy hiểm. Trong năm 2022, Đắk Lắk có gần 90 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có 80 trẻ bị tai nạn do đuối nước. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn đuối nước, làm chết 11 trẻ. Để tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung và tai nạn đuối nói riêng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống cho trẻ em, đồng thời ra soát, cắm cọc tre, biển cảnh báo tại khu vực nước sâu, khuyến cáo các bậc cha mẹ tăng cường quản lý con em mình. Đã chỉ đạo các phòng lao động thương binh xã hội là cơ quan thường trực của công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phối hợp với phòng giáo dục và đoàn thanh niên, chúng ta sẽ có một cái kế hoạch cụ thể đón các em nghỉ hè về sinh hoạt với cộng đồng và có những cái khu vui chơi và tạo cái môi trường sinh hoạt ở cộng đồng cho các em giảm bớt cái vui chơi tự phát để mục đích là giảm thiểu cái tai nạn thương tích và trong đó có đuối nước. Phòng chống tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước ở trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Sự chung tay của mỗi người dân sẽ góp phần giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với con em mình, nhất là trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với nhiều cách làm thiết thực sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đã huy động được nhiều nguồn lực, nhất là phát huy nội lực trong nhân dân vào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng cải thiện, nâng cao về mọi mặt. Xã E Sinh, huyện Krông Búc là địa phương có trên 80% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số và là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã E Sinh đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Đến nay, xã E Sinh đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3,5 đến 4,5%, kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, đồng bào dân tộc ở xã E Sinh càng quan tâm đến việc học tập của con em mình và bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Có cái sự kết nối với các xã bạn cũng như là các tỉnh để mình kết nối các cái cũng như là giới thiệu cái rượu cần để cái hương vị của nó được truyền tới cũng như là lưu giữ cái bản sắc để từ đó bảo tồn bản sắc tại địa phương cũng như là từ buôn cho đến xã. Sắp tới sẽ thúc đẩy cái việc phát triển du lịch cộng đồng nhằm khai thác những cái lợi thế của địa phương như thác nước, suối nước và đập và những cái hoạt động trải nghiệm bên hồ đập E Chuôn và rất nhiều các cái bản sắc văn hóa khác nữa, đặc biệt là những cái ẩm thực của địa phương mà chính người đồng bào dân tộc thiểu số mà tiêu biểu như người Ế Đê làm được với những sản phẩm có sẵn tại địa phương. Tại xã E Bờ Hốc, huyện Chư Quynh, địa phương đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và đang tập trung nguồn lực xây dựng các trục đường giao thông còn lại để phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ ngày có đường mới khang trang, bà con trong buôn ai ai cũng phấn khởi, mùa thu hoạch cà phê, hồ tiêu được vận chuyển thuận lợi, không còn cảnh lầy lội khó khăn như trước. Nhờ chương trình nông thôn mới và các chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang đến một cuộc sống mới ấm no cho bà con. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2012-2022, toàn tỉnh Đắk Lắk đã huy động được gần 43.000 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và sự đóng góp từ nhân dân, đến nay, Đắk Lắk đã có 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
và một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Buôn Ma Thuột. Điều đáng ghi nhận là thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Nhiều bà con từ chỗ ỷ lại, trông chờ vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và cuộc sống người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.